Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 8. Jethro, thầy tế lễ xứ Madian, cha của Môi-se, hay được điều Đức Chúa Trời đã làm cho Môi-se cùng Israel là dân sự Ngài, và nghe Ngài đã dẫn dân ấy ra xứ Ai Cập. Người bạn dẫn Sephora vợ Môi-se đã cho trở về nhà cha cùng hai con trai, một tên là Gê-sôn, vì Môi-se đã nói với kiều ngụ nơi ngoại bang, và một tên là Eliê-se, vì người lại có nói: Chúa Trời của tổ phụ tôi đã vùi và giải cứu tôi khỏi gươm Pharaoh. Vậy Jethro, ông gia của Môi-se, đến với hai con trai và vợ Môi-se thăm người nơi đồng chỗ đóng trại gần bên núi Chúa Trời. Người bé báo cùng Môi-se rằng: Ta là Jethro, ông gia của ngươi, ta cùng vợ ngươi và hai con trai đến thăm ngươi. Môi-se ra đón rước ra mình, mọp xuống và hút, hỏi thăm nhau rồi vào trại. Ta liền thuật cho ông gia mình biết mọi điều Jehovah vì Israel đã làm Pharaoh, và hỏi thăm nhau vào trại. Ta liền thuật cho ông gia mình biết mọi điều Jehovah vì Israel đã làm Pharaoh và người Ai Cập, mọi điều khổ nhọc xảy đến cho mình, và Đức Jehovah đã giải Israel thế nào. Jethro lấy làm vui mừng các ơn mà Đức Jehovah đã làm cho Israel, giải cứu dân ấy tay người Ai Cập. Jethro nói rằng: Đáng ngợi khen Đức Jehovah thay, là đấng đã giải cứu các ngươi tay người Ai Cập và tay Pharaoh, và giải cứu dân sự quyền của người Ai Cập. Bây giờ ta biết rằng Đức Giê-hô-va là lớn hơn các thần, vì người Ai Cập cậy lòng kiêu ngạo lên thì Ngài thắng được chúng. Jethro, ông gia của Môi-se, bèn bày một của lễ thiêu và vật mà dâng cho Đức Chúa Trời. Rồi A-rôn và các trưởng lão Israel đến ăn bánh cùng ông gia Môi-se trước mặt Đức Chúa. Ngày sau, Môi-se rồi xét đoán dân sự. Dân sự đứng trực trước mặt Đức Chúa. Ngày sau, Môi-se rồi xét đoán dân sự. Dân sự đứng trực trước mặt người từ đến chiều. Ông gia thấy mọi điều người làm cho dân sự, hỏi rằng: Con làm chi cùng dân sự đó? Sao con chỉ ngồi một mình, còn cả dân sự đứng trực trước mặt từ sớm mai cho điều như vậy? Môi-se bèn thưa rằng: Ấy dân sự đến cùng tôi đặng hỏi Đức Chúa Trời. Nào họ có việc chi thì đến cùng tôi, tôi xét đoán người này cùng người kia, và cho họ biết những mạng lệnh và luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng ông gia lại nói rằng: Điều con làm đó chẳng tiện. Quả thật, con dân sự ở với con sẽ bị đuối sai, vì việc đó nặng quá sức con một mình gánh chịu. Bây giờ hãy nghe cha khuyên con một lời, cầu xin Đức Giê-hô-va phù cho. Về phần con, hãy làm kẻ thay mặt cho dân trước mặt Đức Chúa Trời, và đình mọi việc cho Ngài hay. Xin Đức Giê-hô-va phù cho. Về phần con, hãy làm kẻ thay mặt cho dân trước mặt Đức Chúa Trời, và đình mọi việc cho Ngài hay. Hãy lấy mạng lệnh và luật pháp Ngài mà dạy họ, chỉ cho đường nào phải đi và điều chi phải làm. Nhưng chọn lấy trong vòng dân sự mấy người tài năng, kính sợ Đức Chúa Trời, chân thật, ghét sự tội, mà lập lên trên dân sự làm trưởng cai trị, hoặc ngàn, hoặc trăm người, hoặc 50, hoặc 10 người, đặng đoán dân sự hàng ngày. Có việc can hệ lớn, họ trải lên cho con, còn những nhỏ mọn, chính họ hãy xét đoán. Hãy sang bớt gánh nhẹ, đặng họ chia gánh cùng con. Nếu con làm việc này, và Đức Chúa Trời ban lệnh cho con chắc sẽ chịu nổi được, cả dân sự này sẽ đến chỗ bình yên. Vâng lời ông gia mình, làm ý mọi điều người đã dạy. Vậy Môi-se bèn chọn trong cả Israel những người tài năng lên trên dân sự làm trưởng trị, hoặc ngàn người, hoặc trăm. Vậy Môi-se bèn chọn trong cả Israel những người tài năng lên trên dân sự làm trưởng trị, hoặc ngàn người, hoặc trăm, hoặc 50 người, hoặc 10. Họ xét đoán dân hàng ngày. Các việc họ giải lên cho Môi-se, nhưng họ xét lấy các việc nhỏ. Đoạn Môi-se để gia mình trở về xứ người. 19. Tháng 3, sau khi ra khỏi Sto, trong ngày đó Israel đến nơi đồng vắng Sinai. Từ Refidah đi,
đến nơi đồng vắng và đóng trại tại đó đối diện cùng núi. Môi-se bèn lên đến Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va ở trên mọi người mà phán rằng: Ngươi hãy nói như vậy cho nhà Gia-cốp và tỏ điều này cho dân Y-sơ-ép. Các ngươi đã thấy điều ta làm cho người Ê-díp-tô. Ta chở các ngươi trên cánh chim ưng nào và dẫn các ngươi đến cùng ta thế nào. Vậy giờ, nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân các ngươi sẽ riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ cùng một dân tộc cho ta. Bấy giờ đó ngươi sẽ nói lại cùng Israel. Môi-se bèn đòi các trưởng lão trong dân sự thuật cùng họ mọi lời Đức Giê-hô-va mình nói lại. Cả dân sự đồng thinh đáp rằng: Chúng tôi trong dân sự thuật cùng họ mọi lời Đức Giê-hô-va mình nói lại. Cả dân sự đồng thinh đáp rằng: Chúng tôi xin làm mọi Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Môi-se bèn thuật lời của dân sự cùng Đức Giê-hô-va. Ngài phán rằng: Này, ta sẽ ở trong mây mịt mịt đi đến ngươi. Khi nào ta phán cùng ngươi, dân sự nghe và tin cậy luôn luôn. Đúng. Môi-se đem lời của dân sự đưa lại cho Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va bèn phán Môi-se rằng: Hãy cùng dân sự, khiến dân giữ mình thánh sạch. Ngày và ngày mai cùng phải giặt áo sống mình. Thứ ba, dân khá sẵn sàng, vì ngày đó Đức Giê-hô-va giáng lâm trước mắt dân sự tại núi Sinai. Và ngươi hãy phân định hạn cho dân sự ở chung quanh núi dặn rằng: Khá giữ mình đừng leo lên núi hoặc đến chân. Hễ kẻ nào đúng thì sẽ bị xử tử. Chớ ai tra tấn vào mình người đó leo lên núi hoặc đến chân. Hễ kẻ nào đúng thì sẽ bị xử tử. Chớ ai tra tấn vào mình người đó, nhưng người đã bị liệng đá hoặc bắn tên, bất luận vật hay người chẳng để cho sống đâu. Khi kèn thổi lên, sự sẽ đến gần núi. Môi-se xuống núi đến cùng dân sự, khiến họ giữ mình sạch và giặt áo sống mình. Người dặn dân sự rằng: Trong 3 ngày hãy sẵn sàng, chớ đến gần đàn bà. Qua sáng ngày, có sấm vang chớ thắng, một áng mây mịt trên núi và tiếng kèn thổi rất vang động. Cả dân sự trại quân đều run hãi. Môi-se bèn biểu khỏi trại quân nghinh tiếp Đức Chúa. Dân sự dừng lại tại chân núi. Và bây giờ khắp núi Sa-i đều ra khói, vì Giê-hô-va ở trong lửa giáng lâm đó. Khói ra khác nào khói của lò lửa lớn, và cả hòn núi đều rung cách kịch liệt. Tiếng đó khói ra khác nào khói của lò lửa lớn, và cả hòn núi đều rung cách kịch liệt. Tiếng kèn càng vang động. Môi-se nói, Đức Chúa đáp tiếng lại. Giê-hô-va giáng lâm trên chót núi Si, đòi Môi-se. Môi-se bèn lên. Đức Giê-hô-va phán rằng: Hãy xuống, cấm dân sự đừng xông đến gần Đức Giê-hô-va mà nhìn, e nhiều người trong bọn phải chết. Dù những thầy tế đến gần Đức Giê-hô-va cũng giữ mình thánh sạch, ai hại họ chăng? Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Dân sự chẳng được lên núi Sinai đâu, vì Ngài có cấm chúng tôi mà phải. Hãy phân định dân chung quanh núi và phân biệt đó là đất thánh. Đức Giê-hô-va phán rằng: Hãy đi xuống, rồi đem rôn lên cùng ngươi. Những thầy tế lễ và dân sự chớ xông pha đặng lên đến. Hãy đi xuống, rồi đem rôn lên cùng ngươi. Những thầy tế lễ và dân sự chớ xông pha đặng lên đến Giê-hô-va, e Ngài hạ họ chăng? Vậy ta đi xuống, nói lại ông sự nghe. Nói lại ông sự nghe. Chương 20. Bây giờ Đức Chúa phán mọi lời này rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa ngươi, đã rút ngươi ra khỏi Ê-díp-tô là nhà nô lệ. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc thấp này, hoặc trong nước đất. Ngươi chớ quỳ trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi là Đức Chúa Trời kỵ ta. Hễ ai ghét ta, ta tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời, và ơn đến 1000 đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các ta. Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi.
hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Trong đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, vật của ngươi hoặc khách ngoại đang ở trong nhà ngươi đều cứ làm công việc chi hết. Trong 6 ngày, Đức Giê-hô-va đã diệt trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ 7 thì nghỉ. Vậy nên, Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Hãy hiếu kính cha ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Ngươi chết người, ngươi chớ phạm tội tà dâm, ngươi trộm cướp, ngươi chớ nói dối cho kẻ lân cận mình, ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi. Vả chi thuộc về kẻ lân cận ngươi. Vả cả dân sự nghe sấm vang, tiếng kèn thổi, thấy nhoáng núi ra khói, thì rút rẫy và đứng cách tận xa. Dân sự bèn nói cùng Môi-se rằng, chính mình người hãy nói cùng chúng tôi thì chúng tôi sẽ nghe, nhưng cầu xin Đức Chúa Trời chớ phán cùng, e chúng tôi phải chết chăng. Môi-se đáp rằng, đừng sợ chi, vì Đức Chúa Trời giáng lâm đặng thử các ngươi, hầu cho sự kính sợ Ngài ở trước mặt các ngươi, cho các ngươi không phạm tội. Vậy dân sự đứng cách tận xa, còn Môi-se đến gần đám mây đen kịt, có Đức Chúa Trời ngự ở trong. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, ngươi hãy nói cho dân Israel như vậy, các ngươi đã thấy ta từ trên trời phán xuống cùng, vậy chớ đúc tượng thần bằng bạc hay bằng vàng mà sánh với ta. Ngươi hãy lập cho ta một bàn thờ bằng đất, ta một bàn thờ bằng đất, trên đó phải dâng của lễ thiêu cùng của lễ thù ân của ngươi, hoặc chiên hay bò. Phàm nơi nào có ghi nhớ danh ta, ta sẽ đến và ban phước cho ngươi tại đó. Nếu ngươi lập cho ta một bàn thờ bằng đá, chớ dùng đá chạm, vì nếu ngươi dùng đồ để chạm thì sẽ làm đá đó ra ô uế. Ngươi chớ đi từ bậc thang lên bàn thờ ta, hầu cho sự lõa lồ ngươi không tố lộ. Thi Thiên 24. Đất và muôn vật trên đất, thế gian và những kẻ ở trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã lập đất trên các biển và đặt nó vững trên các nước lớn. Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va? Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài? Ấy là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết, chẳng hướng linh hồn mình về sự hư không, cũng chẳng thề nguyện giả dối. Người ấy sẽ được phước từ nơi Đức Giê-hô-va và sự công bình từ nơi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi người. Ấy là dòng dõi của những người tìm kiếm Đức Giê-hô-va, tức là những người tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Hỡi các cửa hãy cất đầu lên, hỡi các cửa đời đời hãy mở cao lên, thì vua vinh hiển sẽ vào. Vua vinh hiển này là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va có sức lực và quyền năng, Đức Giê-hô-va mạnh dạn trong chiến trận. Hỡi các cửa hãy cất đầu lên, hỡi các cửa đời đời hãy mở cao lên, thì vua vinh hiển sẽ vào. Vua vinh hiển này là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va vạn quân. Chính Ngài là vua vinh hiển. Chương 45. Đức Giê-hô-va phán thể này cùng Si-ru là người sức dầu của ta. Ta đã cầm lấy tay hữu người, đặng hàng phục các nước trước mặt người, và ta sẽ tháo dây lưng các vua, đặng mở các cửa thành trước mặt người, cấm không được đóng lại. Ta sẽ đi trước mặt ngươi, ban bằng các đường gập ghềnh, phá vỡ các cửa bằng đồng, bẻ gãy then gài bằng sắt. Ta sẽ ban vật báu chứa trong nơi tối, của cải chứa trong nơi kín cho ngươi, để ngươi biết rằng chính ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel, đã lấy tên ngươi gọi ngươi. Vì cớ Gia-cốp tôi tớ ta và Israel kẻ lựa chọn của ta, nên ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi và đặt tên thêm cho ngươi, dầu ngươi không biết ta. Ta là Đức Giê-hô-va, không có đấng nào khác, ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác nữa. Dầu ngươi không biết ta,
ta sẽ thắt lưng ngươi, hầu cho từ phía mặt trời mọc đến phía mặt trời lặn, họ được biết rằng không có Đức Chúa Trời nào khác ngoài ta. Ta là Đức Giê-hô-va, không có đấng nào khác. Ấy chính ta là đấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm, làm ra sự bình an và dựng nên sự tai vạ. Chính ta là Đức Giê-hô-va làm mọi sự đó. Hỡi các tầng trời, hãy sa móc xuống từ trên cao. Vòng khung, hãy đổ sự công bình xuống. Đất, hãy tự nẻ ra đặng sinh sự cứu rỗi. Sự công bình mọc lên cả một lần. Ta là Đức Giê-hô-va đã dựng nên sự đó. Khốn thay cho kẻ cãi lại với đấng tạo nên mình. Một bình trong các bình bằng đất. Đất sét há dễ nói cùng thợ gốm là người nhồi mình rằng ngươi làm chi, hoặc việc ngươi làm ra há nói rằng nó không có tay. Khốn thay cho kẻ nói cùng cha mình rằng cha sinh ra gì, và cùng đàn bà rằng ngươi đẻ gì. Đức Giê-hô-va, đấng thánh của Israel, tức là đấng đã làm ra Israel, phán như vậy: các ngươi hãy hỏi ta về những sự sẽ đến, hãy bảo ta về sự các con trai ta và về việc làm bởi tay ta. Ấy chính ta đã làm ra đất, dựng nên loài người ở trên đất. Chính ta, tức là tay ta, đã dương ra các tầng trời và đã truyền bảo các cơ binh nó. Ấy chính ta đã dấy người lên trong sự công bình và sẽ ban bằng mọi đường lối người. Người sẽ lập lại thành ta và thả kẻ bị đày của ta, không cần giá chuộc, cũng không cần phần thưởng. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đức Giê-hô-va phán như vậy: lời lãi nước Ê-díp-tô, của cải nước Ê-thi-ô-pi cùng người Sa-bê, người vóc dạc cao lớn, đều sẽ qua cùng ngươi và thuộc về ngươi. Họ sẽ bước theo ngươi, mang xiềng mà đến, quỵ lụy trước mặt ngươi và nài xin rằng: thật Đức Chúa Trời ở giữa ngươi, ngoài Ngài chẳng có ai khác, không có Đức Chúa Trời nào nữa. Hỡi Đức Chúa Trời của Israel là cứu Chúa, Ngài thật là Đức Chúa Trời ẩn mình. Hết thảy chúng nó đều bị xấu hổ nhút nha, những thợ làm hình tượng cùng nhau trở về rất là mắc cỡ. Duy Israel đã được biết Đức Giê-hô-va cứu cho, được sự cứu đời đời, đến đời đời vô cùng, các ngươi không còn mang hổ mang nhơ. Vì Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên các tầng trời, tức là Đức Chúa Trời đã tạo thành đất và làm ra nó, đã lập nó cho bền vững, chẳng phải dựng nên là trống không, bèn đã làm nên để dân ở, phán như vậy: ta là Đức Giê-hô-va, không có đấng nào khác. Ta chẳng hề nói cách kín dấu, chẳng nói trong nơi của đất tối tăm. Ta chẳng từng phán cùng dòng dõi Gia-cốp rằng các ngươi tìm ta là vô ích. Ta là Đức Giê-hô-va, phán sự công bình, truyền điều chân thật. Hỡi dân thoát nạn của các nước, hãy nhóm lại và đến, thảy cùng nhau lại gần. Những kẻ khiêng gỗ của tượng chạm mình, cầu nguyện với thần không cứu được, thật là đồ vô thức. Vậy hãy truyền rao, hãy bảo chúng nó đến gần và nghị luận cùng nhau. Từ đời xưa, ai đã rao ra sự này? Ai đã tỏ ra từ lúc thượng cổ? Há chẳng phải ta là Đức Giê-hô-va sao? Ngoài ta chẳng có Đức Chúa Trời nào khác, chẳng có Đức Chúa Trời nào khác là công bình và là cứu Chúa ngoài ta. Hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem ta và được cứu, vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác. Ta đã chỉ mình mà thề, lời công bình ra từ miệng ta sẽ chẳng hề trở lại. Mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt ta, mọi lưỡi sẽ chỉ ta mà thề. Người ta sẽ luận về ta rằng sự công bình và sức mạnh chỉ ở trong Đức Giê-hô-va, người ta sẽ đến cùng Ngài. Mọi kẻ giận Ngài sẽ bị hổ thẹn. Cả dòng dõi Israel sẽ được xưng công bình trong Đức Giê-hô-va và nhờ Ngài mà được vinh hiển. Chương 46. Bên cúi xuống, Nebo khom mình, tượng nó chở trên loài thú, trên súc vật.
những vật mà các ngươi vốn thường khiêng đè nặng quá, làm cho súc vật mệt nhọc. Chúng nó cúi xuống, cùng nhau khom mình, đã chẳng cứu được gánh nặng của mình, và chính mình lại bị bắt làm phu tù. Hỡi nhà Gia-cốp và hết thảy các ngươi là dân sót của nhà Israel, hãy nghe ta. Ta đã gánh vác các ngươi từ lúc mới sinh, bồng ẵm các ngươi từ trong lòng mẹ. Cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng ẵm các ngươi. Ta đã làm ra thì sẽ còn gánh vác các ngươi nữa. Ta sẽ bồng ẵm và giải cứu các ngươi. Các ngươi so sánh ta cùng ai và coi ta bằng ai? Các ngươi lấy ai đọ với ta, đặng chúng ta được giống nhau? Kìa, họ móc vàng trong túi ra và lấy cân mà cân bạc, thuê thợ vàng dùng mà đúc một thần, rồi cúi mình thờ lại. Họ vác tượng ấy trên vai, đem đi đặt vào chỗ nó. Thần cứ đứng đó mà không rời khỏi chỗ nó nữa. Nếu có ai kêu cầu thì thần chẳng trả lời và không cứu khỏi nạn được. Hãy nhớ mọi sự đó, hãy rõ ra là đấng trượng phu. Hỡi kẻ phạm tội, hãy nghĩ lại, hãy nhớ lại những sự ngày xưa, vì ta là Đức Chúa Trời và chẳng có Chúa nào khác. Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta. Ta đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên và đã nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên. Ta phán rằng mưu của ta sẽ lập và ta sẽ làm ra mọi sự ta đẹp ý. Ta gọi chim ó đến từ phương đông và gọi người làm mưu ta đến từ xứ xa. Điều ta đã rao ra, ta sẽ làm hoàn thành. Điều ta đã định, ta cũng sẽ làm. Hỡi những người cứng lòng, xa cách sự công bình, hãy nghe ta phán. Ta làm cho sự công bình ta đến gần, nó chẳng xa chi, và sự cứu rỗi của ta sẽ chẳng chậm trễ. Ta sẽ đặt sự cứu rỗi trong Sion cho Israel là sự vinh hiển ta. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.